Hồi thứ 115 Nghe lời dèm Hậu chúa bắt lui quân Tránh tai vạ Khương duy vờ làm ruộng Năm cảnh diệu thứ năm Nhà thuộc Hán Mùa đông tháng 10 Đại tướng quân Khương Duy cho ngày đêm sửa sang đường sạn đạo, chỉnh đốn lại quân nhu, khí giới và điều bác thuyền bè tại các đường thủy ở Hán Trung đâu đó sẵn sàng. Duy bèn dân biểu về hậu chúa, đại lược như sau. Thần mấy lần ra đánh Trung Nguyên, tuy công lớn chưa thành, nhưng cũng đã làm cho người ngụy sao xuyến lo sợ. Nay quân ta được nghỉ dưỡng sức đã lâu ngày, nếu không đem đánh giặc sẽ sinh lười biếng lười biếng thì sinh bệnh hoạn. Huống chi lúc này quân sĩ muốn liều mình vì nước, tướng tá đang dốc lòng nghe mệnh. Thần ra quân lần này, nếu không thắng địch, xin chịu tội chết để đền nợ quốc gia hầu chúa xem qua còn do dự thì tiêu chu đã bước ra tàu đêm đêm thần xem thiên văn thấy tướng tinh phần tây thuộc ta lu mờ không sáng nay đại tướng quân lại xuất sư thật là bất lợi xin bệ hạ giáng chiếu ngăn lại là lạ hơn hầu chúa phán hãy để ra quân lần nữa xem nếu không thắng lợi sẽ cấm hẳn tiêu chu hai ba lần khuyên can hầu chúa không nghe chu về nhà thở vắng than dài mãi rồi cáu ốm không ra khỏi nhà nói về khương duy hôm ra quân tiến phạt hỏi liêu hóa lần này ta thề phải khôi phục được trung nguyên vậy ông tính nên lấy nơi nào trước hóa thưa đã mấy năm liền chỉ chuyên về việc đánh dẹp quân dân không được an nghỉ vả lại ngụy có đằng ngải là tay nhiều mưu lắm trí không thể coi như bọn người thường nếu tướng quân cứ gắn gượng cưỡng lại thời thế mà làm tôi không dám tính gì nữa duy biến sắc mặt giận dữ nói xưa kia thừa tướng sáu lần đem quân ra kỳ sơn cũng chỉ vì nước thì ta tám lần đánh trung nguyên có phải vì việc riêng của ta chăng nay ta cho quân ta ra lấy thao dương trước nếu ai trái lệnh ta chém đầu bèn cho liêu hóa ở nhà giữ hán trung Duy cùng các tướng đem 30 vạn quân ra lấy Thao Dương. Có người ở xuyên khẩu đem tin ấy báo cho Đặng Ngãi ở trại Kỳ Sơn Hay. Bây giờ Ngãi đang cùng Tư Mã Vọng bàn về việc binh. Nghe tin báo bèn cho quân đi tiểu thám thì quân về báo rằng quân khục đã kéo hết ra ngã Thao Dương. Tư Mã Vọng bảo Ngãi. Khương Duy có nhiều mưu kế, có khi nó giả vờ ra Thao Dương mà kỳ thực nó là đang đánh Kỳ Sơn chăng? Ngài nói, nó ra đánh thao dương thực đấy sao tướng quân biết từ trước đến nay duy đều ra đánh chỗ đất có lương nay duy ra đánh thao dương là chỗ không lương vì cho rằng ta chỉ giữ kỳ sơn mà không giữ nơi ấy nếu duy lấy được thao dương rồi chứ lương thảo kết liên với rợ khương ấy là nó tính kế lâu dài đó như vậy ta phải tính sao bây giờ nên đem hết quân kỳ sơn chia hai đường đi cứu thao dương Cách Thao Dương 25 dặm có cái thành Hầu Hà, tuy nhỏ nhưng chính là cổ hồng của Thao Dương, vậy ông nên đem một cánh quân ngầm kéo đến phục ở Thao Dương, phải ngã im trống cho mở toan bốn cửa thành ra và cứ thế, cứ thế, còn tôi, tôi đem quân đến phục ở Hầu Hà, thế nào ta cũng đại thắng. Bàn định xong, ai nấy y kế theo quân đi chỉ có viên thiên tướng sử toán ở lại giữ trại Kỳ Sơn. Bây giờ Khương Duy sai Hà Hầu Bá lãnh tiền đội, đem quân đi trước lấy thao dương. Bá đi đến gần thành, thấy bên trong không có một lá cờ mà bốn cửa mở toang. Bá nghi ngại chưa dám vào thành vội, quay lại hỏi các tùy tùng. Địch định dùng mưu gì lừa mình chăng? Chư tướng đáp, rõ ràng mắt thấy chỉ là một tòa thành bỏ không, với một ít dân chúng. Nghe tin đại tướng quân đến, họ đã sợ hãi, bỏ chạy rồi còn gì. Bá cũng chưa tin, phóng ngựa tới phía nam thành xem xét, thì thấy phía sau thành vô số già trẻ bồng bế nhau bỏ chạy về hướng tây bắc. Bá hớn hờ nói, đúng là một tòa thành trống rỗng. Liền thân thúc ngựa vào thành trước, các tướng lục tục theo sau. Chợt một tiếng pháo nổ vang, bên trong thành nổi đùng đùng cờ quạt nườm nượp dựng lên, cầu treo thì rút ngược. Bá kinh hãi kêu lên, ôi ta trúng kế mất rồi. Toàn quay ra, thì bên trên thành tên bắn ném đá xuống như mưa. Thường thay bá và năm trăm quân theo, vào trước đều chết gục cả. Người sau có thơ than rằng, Khương Duy lớn mật đánh thành thao, đàn ngãi đề phòng khắp trước sau. Hàng hán trọng quyền cam chết uổng, dưới làng tên đá ngậm ngùi bao. Nguyên Văn, Đại Đảm Khương Duy Diệu Toán Trường, Thùy Tri Đặng Ngãi Ám Đề Phòng, Khả Lân Đầu Hán Hạ Hầu Bá, Khoảnh Khắc Thành Biên Tiễn Hà Vong. Tư Mã Vọng từ trong thành thả quân đánh ra, quân thuộc thua to bỏ chạy tản lạc. Vừa lúc ấy Khương Duy đem quân tới tiếp ứng, quân thuộc đánh hàng hái, Tư Mã Vọng phải lui vào thành. Duy tiến gần đến bên thành hạ trại, đóng trại xong mới hay tin hà hầu bá bị chết duy than tiếc hối hận mãi canh hai đêm ấy đang ngãi ngầm dẫn một cánh quân từ thành hầu hà lén đánh vào trại thục quân thục bị đánh bất ngờ náo loạn cả lên duy ngăn cản không lại trong thành cũng thúc trống vang lên rồi tư mã vọng dẫn quân đánh ra bị đánh hai mặt quân thục thua to duy tả sung hữu đột cố liều chết mở được lối thoát rồi truyền răng các tướng rằng được thua là việc thường của nhà binh, nay dẫu bị hao quân mất tướng cũng chưa đáng lo. Việc thành hay bại chỉ trong ở chuyến này các người chớ đổi chí, ai nói đến rút lui sẽ bị chém. Trương Dực tiến lên nói, nay quân ngụy đóng cả ở đây thì Kỳ Sơn chắc là bỏ trống, vậy tướng quân ở đây đánh với đặng ngãi ở mặt Thao Dương, Hầu Hà, tôi xin đem một cánh quân đi đánh Kỳ Sơn, nếu lấy được chính trại Kỳ Sơn ta sẽ tiến thẳng tới Tràng An, đó là kế hay hơn cả. Duy nghe lời, cho Trương Dực dẫn đội hậu quân đi tắt đường đến đánh Kỳ Sơn, còn Duy thần kéo đến Hầu Hà thách Đặng Ngãi ra đánh. Ngãi đem quân ra, hai bên giáp trận, đánh hơn 20 hiệp, không phân hơn thua, bèn cùng thua quân về trại. Ngày hôm sau, Duy lại cho quân thách đánh, Ngãi đóng cửa không ra. Duy sai quân chửi mắng thọng tệ. Ngãi nghĩ thầm, quân thục bị ta đánh thua mấy trận mà vẫn không chịu lui hàng ngày lại còn đến thách đánh chắc là chúng chia quân đi đánh úp kỳ sơn rồi sư toản quân ít trí kém thế nào cũng bị thua ta phải đi cứu mới được bèn gọi đặng trung vào bảo con phải hết sức giữ nơi đây quân kia có khiêu khích cũng chớ ra đánh đêm nay cha phải đi cứu kỳ sơn cành hai đêm ấy khương duy đang ngồi trong trướng nghỉ kế chợt bên ngoài quân ngụy kéo lên treo hò dày đất thúc trống vang trời quân sĩ bảo rằng đặng ngải đem ba ngàn quân đến đánh đêm các tướng xin ra đánh duy ngăn lại mà rằng không nên nhốn nháo hấp tấp số là đặng Ngãi vờ đem quân đến trước trại thuộc thực ra là làm ra vẻ định đánh đêm để xem tình hình rồi nhân đó đem quân đi cứu kỳ sơn còn đặng trung thì đem quân về đóng thành cửa cố thủ nhưng Khương Duy đã đoán biết, gọi các tướng vào bảo rằng. Đằng ngãi, nó vờ đến đánh đêm với mình, rồi thừa cơ hội đem quân đi cứu Kỳ Sơn đây. Vậy Phó Thiêm hãy thay ta ở đây giữ trại, chớ nên kinh động. Dạng rồi, Duy tự đem 3.000 quân đi cứu Trương Dực. Còn Trương Dực đánh các trại ở Kỳ Sơn. Tướng giữ trại là sư toản, binh ích, chống không nổi, xem chừng đã lung túng, trại sắp bị vỡ, thì đột nhiên đàn ngãi đem quân đến đánh thóc một trận lớn vào sau lưng quân thục quân thục thua to ngãi dồn trương dực vào một xó núi cắt đứt đường về đàn lúc dực và quân sĩ hoang mang ấy lại thấy trống thúc lên vang rền tiếng reo chuyện đất quân ngụy rần rật chạy lui bọn tả hữu báo với dực đại tướng quân bá ước ta đã đánh đến bên ngoài kia dực thừa thế xua quân đánh thóc ra hai mặt đánh dồn vào quân ngụy Đặng Ngãi thu to, vội kéo quân vào trại đóng cửa chống giữ. Khương Duy ra lệnh phay kính bốn mặt mà đánh. Ngãi lâm nguy, đầm bối rối. Đến đây xin kể chuyện hậu chúa ở Thành Đô và tin nghe tên Hoàng Đạo tối ngày sau đắm tụ sắc không trông coi đến việc triều chính. Bây giờ có vợ quan đại thần lưu diệm là Hồ Thị nhan sắc tuyệt vời nhưng vào thăm Hoàng Hậu. Hoàng Hậu giữ lại trong cung một tháng mới cho về. Lưu Diệm ngờ phu nhân tư thông với hậu chúa mới cho quân lính dưới trướng bắt 500 người đứng sắp hàng trước phủ rồi trói vợ lại, bắt quân sĩ người nào cũng phải lấy giày, đạp vào mặt 12 cái. Hậu thị chết đi sống lại mấy lần, hậu chúa nghe tin nổi giận, sai quan hữu ti đem Lưu Diệm ra khép tội. Quan hữu ti tâu rằng, Mệnh phụ không thể để cho quân lính đánh mắng, mặt người không phải là chỗ chịu hình, tội lưu diệm đáng chém giữa chợ. Hầu chúa bèn cho đem lưu diệm ra chém, từ đấy có lệnh cấm các bà mệnh phụ không được vào triều, nhưng quan liêu thấy hậu chúa hoang dâm nên nhiều người vẫn nghi ngờ chán ghét. Vì thế những người hiền tài xa lánh dần dần mà bọn tiểu nhân thì kiếm cách len lỏi vào trong triều một ngày một nhiều. Bây giờ có hữu tướng quân Diêm Vũ không có một tất công lao, chỉ vì khéo A-dua hoàng thạo mà được tước lớn, Diêm Vũ thấy Khương Duy thống lĩnh quân mã ở ngoài Kỳ Sơn mới suối hoàng hảo tàu hậu chúa rằng Khương Duy mấy lần chinh phạt không lập được công gì nay nên cho Diêm Vũ ra cầm quân thay thế. Hậu chúa nghe theo, phát chiếu triệu Khương Duy về. Bây giờ Duy đang điều bác sĩ đánh các trại Kỳ Sơn bỗng một ngày tiếp hai ba đạo chiếu truyền phải ban sư Duy không biết tính sao, đành phải tuân lệnh. Bèn mật truyền quân đội ở Thao Dương lui trước Duy với Trương Dực thì từ từ lui sau. Đang ngãi ở trong trại tự dưng nửa đêm, nghe tiếng trống thúc vang rền, không hiểu ra sao. Sáng ngày có tin báo quân thuộc đã lui về hết, bỏ lại mấy cái trại không. Ngãi ngờ là Khương Duy dùng kế lừa mình, không dám đuổi theo. Duy lui quân về Hán Trung, chia ra đóng các nơi sông, bèn cùng sứ giả vào thành đô bệ kiến vua. Bây giờ đã 10 ngày liền, hậu chúa không ra thiết triều. Duy đợi mãi không được vào chầu, buồn bực mới đi dạo ra cửa đông hoa thì gặp bí thư Lan Khước Chính. Duy hỏi, thiên tử hạ chiếu bắt Duy ban sư, ông có biết duyên cớ tại sao không? Chính mỉm cười chua chát nói, thế ra tướng quân chưa biết gì sao, nguyên hoàng hậu có muốn cho Diêm Vũ lập công nên tâu xin thiên tử hạ chiếu triệu tướng quân về rồi cho Vũ ra thay. Nhưng nay chúng nghe nói đặng ngãi là tay giỏi dùng binh, chúng lại sợ nên mới im tiệt việc đi đấy. Duy nghe xong đùng đùng nổi giận nói Tôi phải giết lũ hoạn quan đi mới được Khương Chính Can Đại tướng quân nói chí vũ hầu Giữ trọng trách không nên nóng nảy Nếu thiên tử không dung Thì xảy việc không lành Duy tạ ơn rằng Lời tiên sinh dạy rất phải Hôm sau hậu chúa cùng hoàng hậu Đang yến ẩm với nhau ở vườn sau Thì Duy đem theo mấy người tùy tùng đi vào Có người báo tin cho hoàng hậu biết Hạo vội lánh mặt ra nép ở cạnh hòn đá giả bên hồ, duy cho đến dưới đình khóc lạy hậu chúa và tâu. Thần đang vây khốn đặng ngại ở kỳ sơn, bỗng bệ hạ giáng chiếu liên tiếp đòi về, vậy chẳng hay thánh ý truyền dạy việc gì. Hậu chúa ngồi ngay người không biết trả lời ra sao, duy lại tâu. Hoàng hạo là một đứa gian xảo chuyên quyền, hắn chính là thập thường thị đời linh đế đó. Bệ hạ gần hắn thì hắn gây loạn như trương nhượng, mà xa lánh thì hắn gây vạ như triệu cao, xin sớm giết hắn đi thì triều đình tự nhiên thanh bình, trung nguyên mới có cơ hội phục hồi được. Hầu chúa mỉm cười đáp, Hoàng hạo chỉ là một kẻ tôi đòi để sai vặt nếu có chuyên quyền cũng không làm nổi nhờ trò gì nữa kia mà. Trước đây, Động Doãn căm ghét hắn ghê gớm, trẫm đã lấy làm lạ, nay Khanh để ý tới hắn làm gì. Duy khấu đầu tâu. Ngày nay bệ hạ không giết Hoàng hậu đi thì tai nạn xảy đến không xa hầu chúa phán yêu thì cho sống ghét thì muốn bắt chết sao khanh không dùng nổi một tên hoạn quan như vậy nói xong sai kẻ hầu cận ra bên núi giả gọi hoàng hạo vào dưới đình bắt lại khương duy để tạ tội hạo vào lại xuống khóc lóc với duy tôi biết sớm tối hầu hạ thánh thượng đâu dám can dự vào chính sự quốc gia xin tướng quân chớ tin lời người ngoài để tâm giết tôi Mạng tôi còn mất tùy ở tay tướng quân, mong tướng quân đoái thương cho tôi được đội ơn. Nói xong khóc sướt mướt rồi lại lấy, lại để. Duy càng nghe giọng lưỡi hắn càng lộn ruột, liền lạy vua rồi hầm hầm ra khỏi hậu viên tìm đến khước chính, kể lại câu chuyện. Chính nghe qua giật mình nói. Chết chưa, như vậy thì tai vạ của tướng quân đến nơi rồi, nếu tướng quân bị nguy thì quốc gia cũng diệt vong. Duy hối hận nói, tôi quá nóng nảy càng nghĩ, Giờ nghĩ việc đã lỡ, vậy nhờ tiên sinh nghĩ dùng một kế để tôi giữ mình và yên được nước. Gần lũng Tây có một xứ gọi là Đạp Trung. Ở đấy đất rất vừa nhiêu, trồng cấy rất tốt. Tướng quân nên bắt chước phủ hầu, mở đồn điền. Hãy tâu thiên tử sinh ra đấy làm ruộng. Một là có lúa mạch để nuôi quân, hai là dòm ngó được hết các quận miền lũng hữu, ba là làm cho cung ngụy dòm ngó hán trung ta, bốn là tướng quân cầm trọng binh ở ngoài, bọn dân thần không thể mưu hại nổi, như vậy có thể trách được tai vạ, đó là kế bảo quốc an thân, tướng quân nên mau mau làm đi. Duy hớn hở tạ ơn, lời tiên sinh dạy thật là lời vàng đá. Hôm sau, Duy dân biểu xin hậu chúa cho đi mở đồn điền ở Đạp Trung để noi gương vũ hầu ngày trước. Hậu chúa y cho. Duy về hán trung, triệu tập các tướng, rồi nói Ta mấy lần ra quân đánh giặc chỉ vì lương không đủ mà không lập được công. Nay ta đem 8 vạn quân về đạp trung phở ruộng trồng lúa mạch rồi sau sẽ tính kế tiến thủ. Các ông bấy lâu chinh chiến khó nhọc. Nay ai nấy hãy đem quân bản bộ về quan ải nghỉ ngơi cố giữ vững lấy hán trung. Quân ngụy nếu vào cướp thì phải vận tải hàng ngàn dặm phải trèo vượt suối vất vả sẽ sinh ra ốm yếu ốm yếu thì phải rút về Bây giờ ta thừa thế đuổi đánh, ắt là phải thắng. Bèn ra lệnh cho Hồ Tế đem quân đóng giữ Hán Thọ Thành, Vương Hàm giữ Nhạc Thành, Tưởng Thư, Phó Thiêm ra giữ ải Dương Bình, Tưởng Bân giữ Hán Thành. Truyền lệnh xong, Duy đem 8 vạn quân sang Đạp Trung khai hoang làm ruộng để lấy thêm lương làm kế lâu dài. Đã ngãi được tin Duy đem quân vào đạp trung mở đồn điền, dọc đường đóng thành 40 doanh trại liên lạc chặt chẽ với nhau, thế như con rắn dài. Ngãi vội sai quân tế tác vào xem trộm các địa hình, rồi vẽ thành bản đồ, kèm theo biểu văn dân về Lạc Dương. Tấn công tư mã chiêu xem biểu, đùng đùng nổi giận nói. Khương Duy mấy lần ra đánh phá trung nguyên ta, nếu không tiểu trừ đi, thì cái lo trong gan ruột ta vẫn còn. Giả sung nói, Khương Duy được gia các lượng truyền dạy rất tinh vi, không dễ gì đánh được, bây giờ chỉ nên sai một người đủ cả trí dũng tìm đến mà ám sát thì khỏi phải mất động binh khó nhọc. Viên tùng sự Trung Lan là Tuân Húc nói, Như thế không hay, hiện nay vua thuộc lưu thiện đắm vì gái say vì rượu, lại tin hoàn hảo, các quan đại thần ai nấy tìm cách tránh xa tai vạ. Khương Duy sinh ra mở đồn điền ở đập trung cũng là tránh vạ vì sợ hoàn hảo dèm ngầm đấy thôi. Vậy ta cứ sai một đại tướng đem quân vào đánh là thắng, cần gì phải dùng đến thích khách. Chiều cười hà hả, lời bàn của ngươi đúng lắm, vậy ta đánh thục thì nên dùng ai làm tướng? Đặng ngãi là tay tướng đời nay, nếu cho trung hội làm phó tướng cùng với ngãi đi đánh thì việc lớn thành được. Ngươi bàn rất hợp ý ta. Chiều bèn cho gọi trung hội vào hỏi, ta muốn khóc phong ngươi làm đại tướng đánh đông ngô, ngươi nghĩ sao? Hồi đáp. Tôi biết ý chúa công muốn đánh thục chứ không phải đi đánh ngô. Chiều cười ha hả, nhà ngươi biết rõ lòng ta lắm, vậy cho ngươi đi đánh thục, ngươi dùng cái sách nào? Tôi biết ý chúa công muốn đánh thục, nên đã vẽ một bản đồ sẵn đây, xin trình chúa công xem. Chiều mở ra xem, thấy trong bản đồ ghi chép tỉ mỉ, chỗ nào đánh lập trại, chỗ nào phục quân, nơi nào chứa lương, theo lối nào tiến quân, theo đường nào lui quân, tất cả rất rành mạch, đúng phép dùng binh xem xong chiều hớn hở khen. Thật là tài lương tướng. Vậy ta cho Khanh cùng đặng ngải vào đánh thục. Khanh nghĩ sao? Vào thục có nhiều lối đi, không cần tiến quân một đường. Nay xin cho đặng ngải và tôi chia làm hai đường tiến đánh mới thắng. Chư bèn phong trung hội làm chinh tây tướng quân, ban cho cờ tiết lưỡng Việt Đôn đốc binh mã quan trung và được quyền điều khiển cả quân đội các châu thanh từ duyện dự kinh dương một mặt sai người cầm cờ tiết ra phong đặng ngãi làm chinh tay tướng quân đô đốc quân mã lũng thượng hẹn ngày cùng với đánh thục hôm sau tư mã chiêu đem việc ra bàn với triều đường tiền tướng quân đặng đôn nói khương duy mấy phen xâm phạm trung nguyên quân ta bị chết bị thương rất nhiều nay cứ ngăn giữ lấy bờ cõi cũng đã là khó nhọc huống hồ còn đưa quân vào sâu nơi sông núi nguy hiểm để rước lấy vả chăng chiêu bừng bừng mặt giận quát mắng ta muốn khởi quân nhân nghĩa đánh kẻ vô đạo, sao ngươi dám trái ý ta? Liền quát võ sĩ lôi ra chém. Chốc lát quân đao phủ dần nộp đầu đặng đôn dưới thềm. Các quan ai nấy đều sợ tái mặt đi. Bây giờ chiêu mới bảo các quan. Ta từ ngày đi dẹp loạn miền đông về, quân sĩ được nghỉ ngơi đã sáu năm nay, quân nhu khí giới đã đầy đủ. Nay hãy lấy đánh thục trước, rồi đem quân đắc thắng, thuận dòng sông, thủy lục cùng tiến xuống lấy đông ngô, đó là đường lối diệt quát chiếm ngu vậy. Ta liệu thứ sĩ Tây Thục giữ thành đô có độ tám chín vạn, giữ nơi biên cảnh độ bốn năm vạn, Khương Duy đem quân đi mở đồn điền khoảng độ sáu bảy vạn. Nay ta cho Đặng Ngãi đem quân quan ngoại lũng hữu hơn 10 vạn vào đánh và cầm chân Khương Duy ở đạp trung, khiến Duy không thể quay về phía đông. Ta lại sai trung hội đem 3 vạn tinh binh quan trung qua lạc cốc chi ba đường vào đánh úp hán trung vua thục lưu thiện thì ngu tối hệ quân ngoài biên cảnh bị vỡ là tự nhiên quân dân nam nữ bên trong nhốn nháo lên và nước phải mất các quan nghe nói đều bái phục cao kiến nói về trung hội sau khi lạnh ấn chinh tay tướng quân sửa soạn đem quân đánh thục sợ cơ mưu tiết lộ mới giả tiếng đánh ngô vợ chuyển quân sĩ năm xứ thanh duyện dự kinh dương sắp sẵn thuyền bè cho đầy đủ, lại ra lệnh cho hàng tướng đường tư thu thập các thuyền lớn ở ven biển các châu Đăng Lai để chờ lệnh. Tư Mã Chiêu không hiểu ý hội, cho gọi vào hỏi: "Ta cho ngươi đem quân đi đường bộ vào đánh hai xuyên, sao lại thu thập thuyền bè làm gì? Nếu Thục nghe tin đại binh ta tiến đánh, ác họ phải cầu cứu với Đông Ngô, vì vậy tôi phải dương thanh thế đánh Ngô khiến Ngô không dám nghĩ đến việc cứu Thục nữa." thì chỉ một năm ta lấy được thục. Bây giờ nhân sẵn thuyền bè đem quân đắc thắng đánh luôn ngô. Chẳng là thừa thế thuận thời đấy ư. Chiều nghe qua, mừng hớn hở, liền cho lựa ngày ra quân. Bấy giờ là năm cảnh nguyên thứ tư nhà ngụy mùa thu tháng 7, ngày mùng 3. Trung hội kéo quân lên đường vào đánh thục. Tư Mã Chiêu thân hành đưa tiễn ra khỏi thành 10 dặm mới trở lại Viên Tây Hào Duyện Thiệu Để bảo nhỏ chiêu rằng Chúa Công cho Trung Hội đem mấy chục vạn quân vào đánh thục ngu ý nghĩ rằng Hội là người có chí lớn lòng lại mơ ước ngôi cao mà giao cho giữ quyền lớn binh nhiều như thế à, có điều không tốt. Chiêu mỉm cười đáp Ta há lại không nghĩ đến điều đó sao? Chú Công đã biết sao không cho người cùng đi để kiềm chế. Chiêu bèn nói mấy câu để giải thích khiến để hiểu ra. Đó chính là ngựa xe vừa mới rủi rong, đã ngờ đại tướng đổi lòng có phen, chưa biết chiêu nói với để những gì, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư Cương Duy ra quân lần thứ tư liên tiếp với lần thứ ba, mà lần thứ ba tháng lớn, lần thứ tư không công. Vì thế trương dực cho là vẽ rắn thêm chân. Nay kỳ bác phạt tiếp theo, kỳ thất phạt, kết quả là thất phạt thắng mà bác phạt lại không thắng, đó cũng lại là vẽ rắn thêm chân ư? Tuy nhiên, Khương Duy không cho là thế, vì rằng nếu đã vẽ thành rắn thì rắn nào chẳng có đuôi, hoặc vẽ rắn mà chưa xong thì lại càng không nên vẽ rắn không có đuôi vậy. Trận đánh Thao Dương, Duy cho là ngải không liệu tính được việc của mình, ngờ đâu ngải lại liệu tính được cả những điều mà Duy không liệu tính tới. Trận đánh cứu Kỳ Sơn, Duy biết là ngải biết liệu tính kịp, mà ngải lại không biết rằng việc mình đã làm bị duy liệu tính kịp đến việc hậu chúa triệu duy về không những chỉ duy không liệu toán ra mà chính ngại cũng không dự tính tới thế mới biết cái khôn của bậc trí giả thường xuất ra ở ngoài ý tưởng của kẻ ngu mà cái ngu của kẻ ngu cũng có khi là xuất ra ngoài ý tưởng của bậc trí giả đọc sách đến đây ai mà không cảm khái cho được có khi xem truyện ở thiên cuối mà thấy những việc xảy ra giống như lúc mới mở sách xem những điều thiên đầu như rồng vàng hiện trong giếng khiến người ta lại nghĩ đến chuyện rắn xanh hiện ra trước ngự tòa trước kia. Xem lúc Tào Mao làm thơ tìm long khiến người ta nhớ đến lúc Hán Thiếu Đế làm thơ phi yến. Như vậy chẳng cũng là việc kỳ diệu ư. Đến việc Khương Duy muốn giết Hoàng Hảo thì thực y hệt chuyện lưu đào. Trần Đan muốn giết bọn thập thường thị đời linh đế cách đây 114 hồi. Việc 114 hồi sau mà lại ám hợp với chuyện trước từ đầu đến đuôi thuộc truyện như vậy chẳng đáng phục là kỳ văn sau. Vũ Hầu xưa ra quân, rồi sau chấm dứt ở việc đồn điền. Sau này Khương Duy ra quân cũng chấm dứt bằng việc đi đồn điền. Một đằng mở đồn điền ở Đạp Trung, một đằng mở đồn điền ở Vị Tân có khác gì nhau. Duy tránh vạ để giữ nước thuộc giữ yên thục rồi tiệm dịp đánh ngụy cho nên duy chưa hề đem quân đánh trung nguyên lần thứ 9 mà người đời sau vẫn cho việc duy tiến quân ra đạp trung là cửu phạt trung nguyên. Ôi vì cái chí muốn diệt ngụy mà phải ra đồn điền, thì việc đi đồn điền được gọi là ra đánh trung nguyên lần thứ 9 cũng đáng lắm vậy.